Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng bản tin 9h10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Chiều ngày 9 tháng 8, Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2023-2024 tổ chức họp hội đồng cố vấn, giám khảo chấm thi vòng sơ khảo và lựa chọn các ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào vòng chung kết. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2023-2024 được phát động từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 7 năm 2024. Ban tổ chức đã nhận được 24 ý tưởng dự án của 14 tác giả, 10 nhóm tác giả. Các lĩnh vực dự thi gồm nông nghiệp, du lịch, ẩm thực, giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin, truyền thông. Có một dự án tham gia đến từ Hà Nội, 23 ý tưởng dự án của 10 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã đánh giá sơ bộ các ý tưởng dự án tham gia dự thi. Nhìn chung, các tác giả, nhóm tác giả có sự đầu tư, nhiều dự án đã và đang thực hiện hiệu quả có giá trị kinh tế cao. Sau khi trao đổi thống nhất, các thành viên hội đồng lựa chọn 15 ý tưởng dự án lọt vào vòng chung kết theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Thời gian tới, tác giả, nhóm tác giả của 15 dự án sẽ tham gia tập huấn, được hỗ trợ để hoàn thiện dự án và tham gia vòng chung kết dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 2024. Chiều ngày 9 tháng 8, Chi đoàn Đồn Biên phòng Quang Long tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2027. Đây là đơn vị được chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Đồn Biên phòng Quang Long đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đoàn viên đạt yêu cầu, thực hiện chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, nhận đỡ đầu 5 cháu học sinh, phối hợp huy động các đơn vị lắp đặt được 37 cột đèn năng lượng mặt trời, thực hiện mô hình tiết kiệm phụ cấp hướng tới tương lai, đoàn viên là chiến sĩ nghĩa vụ tiết kiệm được trên 290 triệu đồng, tạo nguồn vốn phát triển sinh kế sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia giúp nhân dân lao động sản xuất, di rời chuồng trại gia súc, xóa nhà tạm, dột nát, làm đường nội đồng khắc phục hậu quả thiên tai. 328 ngày công lao động, phát quang tu sửa, làm mới 2,9 km đường nông thôn, 250 m mương thủy lợi. Nhiệm kỳ 2024-2027, chi đoàn phấn đấu 100% đoàn viên được học tập 4 bài lý luận chính trị và các nội dung huấn luyện của đơn vị. 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, không có đoàn viên yếu kém. 100% đoàn viên là chiến sĩ nghĩa vụ được tư vấn học nghề và việc làm trước khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, huy động từ các nguồn lực đơn vị và từ nguồn kinh phí đơn vị lắp đặt 30 cột đèn năng lượng mặt trời theo mô hình thắp sáng vùng biên, phối hợp xây dựng 1 đến 2 công trình thanh niên. Đại hội đã bầu ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027 gồm 5 đồng chí. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2024. Chiều ngày 9 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Cao Bằng tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Trong năm vừa qua, công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc được công ty thực hiện đa dạng hóa về nội dung, đổi mới hình thức tuyên truyền, quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phòng cháy, chữa cháy, quan tâm đến các chế độ, phúc lợi và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của người lao động. Tại ngày hội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Cao Bằng đã ký kết giao ước thi đua quyết tâm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024-2025 và ra mắt mô hình tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự doanh nghiệp tại khu vực thành phố. Nhân dịp này, tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Cao Bằng được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hay tập thể được tặng giấy khen của công ty.
8 tháng đầu năm, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền phòng ngừa với các loại tội phạm, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các tổ dân phố với trên 2.000 người tham dự, phát gần 3.000 tờ rơi tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm. 100% các hộ gia đình, cơ quan, trường học, tổ dân phố đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận và biểu dương phường Tân Giang là một trong những điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố. Để phong trào đi vào thực chất và lan tỏa sâu rộng, đề nghị cấp ủy chính quyền phường tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đổi mới phương thức, nội dung, làm tốt công tác dân vận, nắm bắt thông tin từ cơ sở. Lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác dân vận, nắm bắt thông tin từ cơ sở, tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Nhân dân trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Ngay sau phần lễ, phần hội đã diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân. Tại xã Thái Học, huyện Bảo Lâm, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 đã diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu thể thao, tạo không khí vui tươi sôi nổi, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân và diễn ra lễ ký giao ước thi đua giữa các xóm trong xã. Nhân dịp này, một tập thể và một cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, xã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Trường Trung học Phổ thông Nguyên Bình phối hợp với Công an huyện Nguyên Bình tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Ngày hội đã ôn lại và khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Học sinh được tuyên truyền về luật an ninh mạng, cách phòng tránh một số thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Với nhiều hoạt động tích cực hiệu quả, nhiều năm qua, Trường Trung học Phổ thông Nguyên Bình là đơn vị được xếp loại đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, đơn vị văn hóa, được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và nhiều thành tích khác. Tại ngày hội, đại diện 18 lớp học đã ký kết giao ước thi đua trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhà trường khen thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng tổ chức chương trình nghệ thuật giao lưu kỷ niệm 22 năm kết nghĩa giữa Ủy ban Nhân dân Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng và Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn tại phố đi bộ Kim Đồng với gần 20 tiết mục văn nghệ do các hạt nhân văn nghệ của các tổ dân phố Phường Hợp Giang và Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn thể hiện, thu hút đông đảo nhân dân địa phương đến xem cổ vũ. Cũng nằm trong các hoạt động chào mừng ngày hội, sáng ngày 10 tháng 8 đã diễn ra giải Pickleball Phường Hợp Giang lần thứ nhất. Giải đấu thu hút trên 114 vận động viên là cán bộ, công chức, chiến sĩ, công an phường, các tổ dân phố và các câu lạc bộ Pickleball trên địa bàn thành phố. Thông qua tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích đông đảo nhân dân nhiệt tình tham gia, gắn chặt tình đoàn kết, mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng công an, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Hôm qua, nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam mùng 10 tháng 8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm và tặng quà các nạn nhân đang ở tại Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng, Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin, thành phố Hà Nội. Hiện Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 122 nạn nhân với thể trạng sức khỏe kém và nặng. Chia sẻ sâu sắc đối với các nạn nhân chất độc da cam dioxin, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá việc khắc phục các hậu quả sau chiến tranh vẫn nặng nề, đặc biệt là đối với những nạn nhân da cam với nhiều di chứng qua các thế hệ ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng sống, điều kiện kinh tế của nạn nhân và gia đình.
Điều này đòi hỏi các cấp ngành cần làm tốt hơn nữa việc khắc phục hậu quả, thực hiện các chính sách xã hội, thậm chí phải đi trước điều kiện phát triển kinh tế của đất nước để có những hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho nạn nhân và gia đình. Phó Chủ tịch nước biểu dương và cảm ơn những nỗ lực chăm sóc nạn nhân chất độc da cam dioxin tại Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng, Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin thành phố Hà Nội và 26 trung tâm khác trên cả nước. Những công việc chăm sóc của các cán bộ, người lao động tại trung tâm không chỉ đơn thuần là hoạt động chuyên môn mà còn bao hàm tình cảm, quan tâm chăm sóc, mang ý nghĩa nhân văn và giàu tình người. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước mong muốn các bộ, ban ngành tiếp tục dành tình cảm, quan tâm, chăm sóc các nạn nhân, coi họ như người thân để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn, không bỏ lại họ ở phía sau. Những việc làm ý nghĩa này cũng là để các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới nhìn thấy hậu quả chiến tranh, từ đó có biện pháp chung tay giữ gìn trân quý hòa bình và khắc phục những nguy cơ của chiến tranh hóa học gây ra đối với nhân loại. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giao nhiệm vụ cho các bộ, ban ngành nghiên cứu đề xuất và hoàn thiện chính sách chăm sóc nạn nhân có hiệu quả và thiết thực, đồng thời nghiên cứu, ban hành quy trình chăm sóc cụ thể nạn nhân chất độc da cam dioxin để quy chuẩn phương pháp điều trị, giảm khó khăn vất vả cho nạn nhân và người chăm sóc, bớt gánh nặng cho xã hội, giúp các nạn nhân và gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam dioxin và Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng, Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin thành phố Hà Nội. Theo thống kê, từ năm 1961 đến năm 1971 đã có khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó có 60% là chất da cam, chứa 366 kg dioxin do quân đội Mỹ rải xuống miền Nam nước ta, khiến cho hơn 3 triệu hecta rừng bị tàn phá nặng nề, hơn 4,8 triệu người Việt Nam đã bị phơi nhiễm chất độc hóa học, khoảng 3,1 triệu người là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Trong đó có nhiều người thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết, hàng trăm nghìn người khác đang vật lộn với bệnh tật, hàng trăm nghìn trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh bởi chất độc da cam dioxin. Theo dự kiến của Bộ Giao thông Vận tải, có 10 tuyến cao tốc dự kiến thu phí theo quy định tại luật đường bộ vừa được Quốc hội thông qua. Liên quan đến việc thu phí này, với các dự án BOT, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng phí chủng phí. Cả nước hiện có 12 dự án, đoạn tuyến đường cao tốc do nhà nước đầu tư, đại diện chủ sở hữu đã đưa vào khai thác. Trong số đó, 10 tuyến cao tốc dự kiến thu phí đường bộ cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mai Sơn, Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Cam lộ, La Sơn, La Sơn, Hòa Liên, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Phan Thiết, Dầu Dây, Mỹ Thuận, Cần Thơ. Đối với các dự án BOT, trong số các dự án đường cao tốc nhà nước đầu tư trước năm 2020, có đoạn tuyến có quốc lộ song hành là dự án BOT thu phí. Bộ Giao thông Vận tải có thể xem xét thu phí đối với các dự án này, bởi nhà nước đã thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. Quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải, đường cao tốc đem lại lợi ích cho người tham gia giao thông cao hơn so với tuyến quốc lộ song hành. Người tham gia giao thông có quyền lựa chọn di chuyển trên tuyến quốc lộ song hành, không phải trả thêm tiền sử dụng đường cao tốc hoặc trả tiền sử dụng đường cao tốc để hưởng chất lượng dịch vụ và lợi ích cao hơn. Mức thu tiền sử dụng đường cao tốc được xác định với nguyên tắc phù hợp với chất lượng dịch vụ nhưng không vượt quá lợi ích thu được. Khả năng chi trả của người sử dụng đường cao tốc và khấu trừ các loại thuế, phí đã thu liên quan. Bộ Giao thông Vận tải cũng thông tin, việc triển khai thu phí sử dụng đường bộ cao tốc cũng sẽ chỉ được thực hiện sau khi công trình đường bộ cao tốc được thiết kế, đầu tư xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc, hoàn thành thi công xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định, hoàn thành lắp đặt trạm thu phí, hệ thống phần mềm, thiết bị đảm bảo công tác vận hành, phục vụ việc thu phí. Đối với đường cao tốc đưa vào khai thác trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 mà chưa đáp ứng quy định tại luật đường bộ, việc thu phí sẽ được triển khai sau khi đáp ứng điều kiện nêu trên. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang xin ý kiến góp ý về nội dung này tại dự thảo nghị định quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc nhằm hướng dẫn luật đường bộ năm 2024 tới đây. Gia vị Việt Nam đã có mặt ở 125 quốc gia,
một trong những quốc gia đứng đầu thế giới với kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,5 tỷ USD và có 95% sản lượng là hàng hóa xuất khẩu. Cùng với sự phát triển của rau gia vị thì ngành hàng hồ tiêu cũng đang có cơ hội gia tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu khi nhu cầu mặt hàng này trên toàn cầu tăng cao. Các doanh nghiệp kỳ vọng hồ tiêu sẽ quay trở lại thành mặt hàng tỷ đô. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, nhưng cũng đặt ra bài toán nâng cao chất lượng, chú trọng sơ chế, chế biến để đáp ứng nhu cầu thị trường. Các thị trường xuất khẩu chính của gia vị Việt Nam bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Ấn Độ và Trung Quốc. Việt Nam có đến trên 40% về sản lượng và trên 60% về thị phần xuất khẩu hồ tiêu của thế giới. Tuy nhiên, loại gia vị này vẫn chủ yếu xuất khẩu thô. Các doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư chế biến sâu theo nhu cầu của các thị trường để gia tăng hơn nữa giá trị xuất khẩu cho hồ tiêu nói riêng, ngành hàng gia vị nói chung. Chuyển sang tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sẽ gửi hơn 1 triệu liều vaccine bại liệt đến giải Gaza, Palestine, sau khi phát hiện thấy virus bại liệt trong nước thải tại đây. Tổng Giám đốc WHO nêu rõ, WHO đang gửi lượng lớn vaccine ngừa bại liệt tới giải Gaza và việc triển khai tiêm phòng sẽ được tiến hành trong những tuần tới. Dù chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện lâm sàng của bệnh bại liệt, nhưng việc phát hiện virus bại liệt trong nước thải tại Gaza là dấu hiệu cho thấy loại virus này đang lưu hành trong cộng đồng, khiến trẻ em chưa được tiêm phòng có nguy cơ mắc bệnh. Các nhân viên y tế cần được tự do di chuyển trong lãnh thổ Gaza để tiêm vaccine, đồng thời nêu rõ lệnh ngừng bắn hoặc ít nhất một vài ngày yên bình là cần thiết để bảo vệ trẻ em Gaza bằng các loại vaccine phòng bệnh. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.